Cá bé màu 5K xin chào tất cả các anh chị em nha. Chào mừng anh chị em đã quay lại với kênh Cá bé màu 5K. Thì anh em hôm nay mình tiếp tục lên cá bé tài Galaxy máy nha anh em. Thì cũng như mấy lần trước thì mình bán theo combo, mỗi một combo là 100K, là một combo 12 con nha anh em. Thì 12 con. Anh em có thích combo nào thì anh em điện thoại trực tiếp dùm cho mình nha. Thì mình sẽ đóng cá ship cho anh em, chứ anh em đừng có nhắn tin tin Zalo nha anh em, tại vì mình mất đi làm á, mình không có đọc được tin nhắn. Thì anh em thông cảm cho mình nha. Thì mình không có đọc được tin nhắn tin Zalo, thì mình chỉ nhận đơn hàng trực tiếp thôi. Thì anh em thông cảm và điện thoại trực tiếp cho mình nha. Này là mình quay tên lưng trước nha anh em. Thì mình quay tên lưng trước thì hồi mình quay dưới bụng sau, tại vì cá này là mình cá tơ anh em, cá tơ nó size nó hơi nhỏ, bởi vì cái bụng của nó chưa có lên màu. Thì mình quay tên lưng trước cho anh em xem, rồi chút xíu mình quay dưới bụng sau. Đây là combo số 1 cho anh em, combo số 1. Mỗi một combo là 12 con nha anh em. 12 con. Đây là combo số 1 nha anh em. Đây là combo số 2. Combo số 3 nha anh em. Combo số 4 luôn. Combo số 5 nha anh em. Thì cá là mình còn rất nhiều cá nha anh em. Cá beta thì mình cũng còn rất là nhiều. Nếu mà anh em không có thích những cái bộ này thì anh em cũng có thể đăng ký kênh ủng hộ dùm cho mình nha. Thì anh em đăng ký kênh thì anh em nhấn cái chuông, thì mình lên clip thì mình sẽ đăng lên, thì cái chuông nó sẽ báo về điện thoại anh em, thì anh em xem. Thì anh em thích combo nào thì anh em ủng hộ mình một combo đó. Số 5 nha anh em. Số 6 luôn. Số 7 luôn nha anh em. Hai cái bộ số 8 nha anh em.
Quý giới mình tới đây mình cũng xin kết thúc em. Hẹn anh em vào những clip tiếp theo nha. Tạm biệt tất cả các anh em.